Như các bạn đã thấy, nghệ thuật bonsai là một nghệ thuật mà đi sâu vào con người và gần gũi với con người nhất. Thì hiện nay, thời gian gần đây, giới trẻ cũng bắt đầu đi sâu vào cái môn nghệ thuật này. Thì cái môn nghệ thuật bonsai thì không chỉ đem lại cái vẻ đẹp bên ngoài và những cái tác phẩm nhìn đẹp mắt, không chỉ như vậy mà nó còn mang cái tính chất sâu đậm về cái tâm hồn, về tính cách của một cái người chơi, tạo nên một cái tác phẩm đấy. Người ta đi cái hồn của từng người gửi vào một cái tác phẩm mà họ làm lên. Thì nó rất là an nhiên khi mà mình ngồi mình tạo lên một cái tác phẩm mà của riêng mình. Nhưng nghệ thuật bonsai không phải là chơi nó một sớm một chiều, một sớm một ngày mà mình có thể đạt được những cái tác phẩm gọi là mang cái tính chất nghệ thuật cao. Thì nghệ thuật bonsai hay ở chỗ là khả năng của mình đến đâu thì mình chơi đến đấy, kinh tế mình đến đâu thì mình chơi đến đấy, chứ không có theo cái chiều hướng là giàu mới chơi được hoặc là phải có tiền thì mới chơi được. Mà nghệ thuật bonsai ở đây là không có tiền mình vẫn có thể chơi được. À, mang tính chất là sáng tạo và mang tính chất là kiên trì, bền bỉ. Thì sau đây mình cũng có một vài cái chia sẻ cái nhận biết của mình đối với cái môn nghệ thuật bonsai này. Mình cũng chơi khoảng chừng trên chục năm. Thì những cái tác phẩm bonsai mình cũng không phải là đẹp, nhưng mà với mình ấy, thì mình thấy như vậy là cũng là thỏa mãn ấy, con người của mình sau ngày làm việc. Thì mình thấy nó cũng rất là dễ. Tức là bonsai thì ai cũng có thể chơi được nha anh em. Như ở đây các bạn thấy trước cái màn hình chúng mình ta thì nó là một cây si đen. Thì hồi đó thì mình cũng đi câu cá. Thì vô tình mình thấy mấy bác trồng cây ở ngoài ven đường, công viên nhân viên cây xanh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, họ trồng ở công viên. Mình không thấy cái da của cái cây si đen này nó rất là đẹp, nó sùi sùi lên. Thì mình xin cái cây mình về mình trồng. Thì ngay từ đầu mình đã bó vào một cái cục đá gọi là đá thấm thủy, nhưng mà cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà mình thấy mình thích nó mang cái vẻ là tự nhiên hơn. Thế mình bó vào đó rồi mình chôn vào trong cái thùng xốp mình cũng khoảng được gần 4 năm rồi nha anh em. Thì hôm nay mới cắt giật chuyển hướng cho cái tác phẩm này. Thì như từ đầu mình đã nói là nghệ thuật bonsai thì không có nhất thiết là phải theo một cái chiều hướng nào nhất định. Là mình khả năng mình đến đâu thì mình chơi đến đấy. Như anh em đã thấy trước mắt anh em thì khả năng của mình chỉ đến đấy thôi. Thì mình cũng chỉ chơi như vậy thôi. Chứ còn muốn đẹp hơn nữa thì mình phải đầu tư vào một số chậu bệ, nó rất là tốn chi phí. Thì hiện tại mình cũng chưa có nhiều kinh phí để mình đầu tư vào mình chơi. Mình cũng thấy anh Mạnh bonsai, anh quay nhiều nơi có những cái tác phẩm rất là kinh điển, rất là đẹp, phải nói là đẹp. Mình cũng muốn sở hữu được một cây như vậy thôi, ai cũng như vậy anh em ạ, không phải riêng mình đâu. Nên mình đã nói là khả năng mình đến đâu thì mình chơi đến đấy, chứ còn mà muốn mà chỉnh chu mà đẹp nữa thì như bác Vua Tùng với bác Mạnh Bonsai, bác quay anh Tuấn Anh, anh đi anh tỉa những tạo những cái tác phẩm cho những mấy nhà vườn ở vùng ngoài ấy, phải nói là đáng học hỏi.
thì nó cũng là cái động lực mà cũng là cái kinh nghiệm để mình theo dõi cái kênh của anh Mạnh. Thì đến giờ thì mình cũng không có thời gian nhiều, anh em cứ đi làm xong rồi về có thời gian thì trồng trồng trọt thì cắt tỉa trúc, thì cứ mỗi một ngày thì mình cứ đi ven đường thì nhiều khi mình nhặt được những cái này cái kia anh em ạ, cũng không có nhiều đâu. Rồi là đến nhà mấy anh em chơi thì nhiều mấy cái cây anh em thấy chật nhà mới không chơi mới bỏ, thì mình cũng xin về mình trồng trồng cứ vứt đại đấy anh em ạ, cứ đã đáp ở đấy đi rồi tạo thế tạo má nghiêng siêu gì đấy, rồi tự nhiên là nó sẽ mai mốt mình rảnh rồi mình moi ra mình làm thì mình thấy nó có vẻ tự nhiên và đẹp hơn đấy. Mình rất là thích mang cái tính chất cây cối mà mình trồng về nghệ thuật bonsai, mình vẫn thích nó siêu, cái dáng siêu nó vẫn hay hơn và nó mang cái phần tự nhiên hơn. Mình không muốn gò bó, mình không muốn o ép một cái thân cây hay một cái chi tán hay rễ hay bẻ gì đấy theo một cái chiều hướng nhất định đấy, anh em nhìn cũng thấy rồi đấy. Giống như là hai người đang khiêu vũ luôn nha anh em nha. Mình thì mình nhìn thấy vậy, còn anh em thì tùy, tức là mình có cái cảm giác mình nhìn như kiểu người này đang đỡ cho người kia là khiêu vũ nha anh em nha, khiêu vũ theo trường nếp là siêu, người này nắm tay người kia là cong chân đấy, anh em thấy không đấy, giống như hai người đang siêu khiêu vũ cho anh em nha, đan vào nhau hai cánh tay đấy, rất là đẹp nha anh em nha, đấy rất là tự nhiên nha anh em nha, đấy nó mà khiêu vũ, cặp đôi khiêu vũ đấy, mình chưa biết tên đặt tên như thế nào nha, anh em nhìn mà thấy hay hay đã cho mình xin cái tên nha, đấy, nhìn rất là đẹp nha anh em nha, mình thấy cũng ok chứ không có đến nỗi tồi tệ lắm thôi. Của mình thì mình phải khen lấy anh đệ thôi chứ gặp những người khác người ta nhìn thì người ta cũng coi như bình thường, nhưng mà mình làm ra mình sướng ở chỗ đấy anh em ạ, chứ không phải là gì đâu, đã không kiềm chế được cảm xúc nên như vậy đấy, chung là anh em thông cảm. Đây mình cũng đi nhặt rêu á anh em, cũng đi nhặt rêu rong về, ở cái bệ bên dưới thì mình chưa đắp được rêu tại vì mình cũng đang trồng á, mình cũng đang trồng 2-3 mâm rêu để mai mốt rồi mình cấy vào. Thì trước mắt thì mình mới ra khung hình nó là như vậy thôi anh em, cũng chưa đi sâu à. Đấy anh em thấy giống khiêu vũ không, ngả người nghiêng người đó, anh em thấy hòa quyện vào nhau luôn nha anh em nha, đó rất giống nha anh em nha, đó rất là đang khiêu vũ nha, hay là đang đá banh đá bóng thì không được nha. Em cho mình xin cái tên nha. Bên bệ dưới mình đắp rêu là đẹp lắm nha anh em nha, dưới mình đắp rêu xanh vào nữa thì tại mình đang trồng á, đang dựng nên chưa có ấy được đấy, không biết mình cái khúc này như mình đang bị ngáo hay sao anh em ạ, lúc này chắc bị ngáo rồi, đang lào bào cái gì đấy không biết, chắc là đang giới thiệu cho cái bác hàng xóm bác qua bác coi ấy. Người nói chuyện với bác chúc trình bày mà cứ có người mà đang nói chuyện mà đang làm mà có người hỏi về cây cối sướng lắm anh em, trình bày như kiểu tội phạm đi trình bày đấy, trình bày trước công an cơ quan ấy. Sướng lắm trình bày bác à bác ơi nói tiễn đi không cho người ta hỏi luôn, sướng đại chơi cây chỉ cần vậy anh em. Đấy khúc này cho bác hàng xóm đang chỉ biết nghe thôi chứ không biết gì đâu. Vô được người trình bày sướng cực kỳ anh em nhá, anh em nhìn thấy cũng hay hay thì góp ý cho mình thay đổi cho nó khá hơn. Chào anh em.